Rồi bonsai 325, một cái hồng ngọc mai 220 bao ship nha quý vị. Cây này tông lớn hơn mấy hổm tôi bán, tôi vẫn bán quý vị 220 luôn nha. Đó. Rồi anh nào quen ship code lạ chuyển tiền trước nha. Dẹp chai qua một bên coi, quen vòng cho quý vị coi. Mặt trước mặt sau gì tôi quay trơn luôn nha quý vị. Hồng ngọc mai cỡ này mà 220 một cây mà bao ship là giá hữu nghị lắm rồi đó nha quý vị. Không phải nói dám nói là rẻ nhưng mà hữu nghị dữ lắm rồi ha. Cây rất là to luôn nha. Nè quý vị coi ngón tay tôi nè. Đó. Rồi 220. Kết thúc luôn nha.